Đây nha bác. Các bác nhìn thấy to không? Rồi. Quá to luôn. Em đang chờ người nhá bác. Em chạy quay lại em chờ người và lấy túi này. Rồi. Em bỏ cái này xuống nha. Rồi. Bỏ xuống chắc phải chờ. Chờ người mang túi đến chứ còn. Rồi. Các bạn nhìn thấy to. To luôn. Quá to cho bác. Quá to luôn. Để em dừng chút nha bác. Rồi. Đây nha bác. Rồi, các bạn nhìn chưa, sợ chưa? Em đi đánh luôn nhá. Ờ, túi con chị ạ. Sợ. Còn em vẫn đang còn ống này nha. Các bạn nhìn thấy to, con này vượt 2 cân. 2,5 kg, con dư. Dài như thế này mà các bạn nhìn. Đây một cái của em vẫn, các bạn nhìn đây, một cái của em vẫn còn chặn đất. Đây vẫn còn chặn đất này. Đấy. Đấy, đoạn nữa về nhà em quay cho bác xem nhá. Bây giờ em mới đi đến trường. Rồi, đâu rồi.